Vợ mới Kanye West lại tiếp tục ăn mặc thiếu vải, đi chân trần cùng chồng, fan ngán ngẩm. Bạn gái của rapper Kanye West, nàng thơ Bianca Censori liên tục mặc những món đồ thời trang kiệm vải, lập dị và đi chân đất xuống phố. Nhiều người đặt nghi vấn đó có phải là lý do cô vợ cũ bị ghét bỏ. Bianca Censori, 28 tuổi, là nhan sắc đang được gắn bó với rapper Kanye West. Cuộc tình giữa hai người gắn bó bền lâu hơn nhiều so với những mối tình thoảng qua của Kanye West kể từ khi anh chia tay ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. Hiện tại, truyền thông thường nhắc tới Bianca Censori như là vợ của rapper Kanye West. Hơn hết, phong cách ăn vận của Bianca Censori rất thu hút sự quan tâm. Cô được cho là nàng thơ, biểu đạt quan niệm thẩm mỹ thời trang của Kanye West ở thời điểm hiện tại. Kể từ khi Kanye West và Bianca Censori gắn bó với nhau, cặp đôi liên tục gây sốc đối với truyền thông và công chúng vì những khoảnh khắc thời trang lập dị. Bianca Censori bị bắt gặp đi chân đất cùng các vệ sĩ tới nơi đỗ xe, cô để mặt mộc, thần sắc mệt mỏi. Trong ảnh, người đẹp Australia để lộ vòng một nảy nở trong chiếc bra siêu nhỏ. Cô vốn ăn mặc thoáng và thường lựa chọn trang phục bó sát tôn đường cong. Bianca Censori đang trong chuyến công tác ở Florence, Italy cùng chồng. Cô là trưởng nhóm kiến trúc trong công ty thời trang Jay-Z của Kanye West. Kanye West được trông thấy đến một nhà sản xuất vải ở Prato East. Anh cũng tạt vào cửa hàng Balenciaga, sau đó đi ăn và về khách sạn với vợ. Kanye West trở lại công việc sau thời gian dài đi du lịch với vợ ở Tokyo, Nhật Bản. Tại Nhật, Kanye lần đầu gặp gỡ gia đình vợ đến từ Australia. Vợ mới Bianca Censori là một kiến trúc sư người Australia. Cô vốn làm việc cho thương hiệu thời trang của Kanye West trước khi bước vào mối quan hệ tình cảm với nam rapper. Cô có bằng thạc sĩ về kiến trúc sư và là một người say mê kiến trúc, từng đại tu rất nhiều tòa nhà. Năm 2019, cô trở lại trường để lấy bằng thạc sĩ. Trong thời gian là sinh viên, Censori đã mở công ty thiết kế trang sức riêng mang tên Nylons. Thương hiệu này ra đời khi cô bày lưới ra xung quanh, sau đó đặt pha lê lên lưới rồi tạo ra những vòng cổ thật sự mỏng manh. Cô bắt đầu bán những chiếc vòng và kinh doanh ngày một phát triển. Ngay cả khi làm kiến trúc sư, cô vẫn duy trì hoạt động này như một công việc phụ cho cô thêm hoạt động sáng tạo. Sau khi tốt nghiệp, Censori làm cố vấn thiết kế ở Collective. Cô chính thức chuyển tới làm ở Jay-Z vào tháng 11 năm 2020, khởi đầu mối nhân duyên với Kanye West. Trong công việc, Censori cũng nổi tiếng là cần mẫn, không ai ngạc nhiên khi Censori tới làm việc ở Jay-Z. Không chỉ tài năng, cô còn nổi tiếng là luôn thích đẩy mình tới giới hạn sáng tạo giống như West. Trước đó, nhiều người bàng hoàng trước tin Kanye West kết hôn với một người trong những nhân viên của anh là Bianca Censori, nhưng có một người không hề ngạc nhiên, đó là Kim Kardashian. Người trong cuộc nói rằng vợ cũ của Kanye West trước đó đã coi thường Censori từ lâu mà không có lý do rõ ràng. Một người khác cho biết Kim ghét cô ấy. Một số nguồn tin nói rằng mọi người xung quanh Kanye West đều biết rõ vợ của ông chủ không thích cô nhân viên trẻ đẹp và có phong cách phóng khoáng quá mức quy định, do đó Kim nghi ngờ nam rapper muốn làm việc nhiều hơn với gái xinh Bianca Censori. Một người khác thì nhận định Bianca xinh đẹp và gợi cảm và Kim ghét những cô gái xinh đẹp. TMZ đưa tin hôm 13 tháng 1 rằng cả hai vừa kết hôn trong một lễ cưới riêng tư. Dù vậy, đây chỉ là một sự kiện có tính chất cá nhân, không có giá trị pháp lý. Đôi bên vẫn chưa có động thái nào để chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau trước pháp luật. Sau đó, West và Censori được phát hiện đều đeo nhẫn cưới. Cặp đôi lần đầu tiên bị bắt gặp trong một buổi hẹn hò tại Rodeo Astoria ở Beverly Hills, California vào đầu tuần qua. Theo Daily Mail, cặp đôi đã đi hưởng tuần trăng mật tại khu nghỉ dưỡng Amangiri ở Grand Circle of National Park and Monument tại bang Utah vào tuần trước. Đám cưới diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Kanye West và Kim Kardashian hoàn tất thủ tục ly hôn. Hai người đã từng tổ chức hôn lễ xa hoa ở Florence, Ý vào năm 2014.